xe lên thành phố. Như cái lần mà mình lên thành phố để em review thì lần này là mình phải bắt xe lên thành phố để đi Thái Lan. Đi xe. Chị em gửi đồ. Ok, và bây giờ mình đang có mặt ở Sài Gòn rồi, và mình đang đợi anh bạn của mình. Rồi xong rồi đi ăn sáng. Ăn sáng rồi xong rồi ra sân bay. Là một cảnh tượng đáng sợ của Sài Gòn. Đây là anh quay phim của mình. Mình thuê ảnh với giá khá là cao. Nè, một đô phở. Một đô phở. Anh giả luôn á. Mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và chuẩn bị qua Thái và đang đợi chị Nga. Anh cái này là ga đến mà. Vô đâu nè, vẫn đi nè. Bây giờ là mình sẽ phải đi tìm cô Nga, không biết cô Nga đang ở đâu. Các bạn, và chào mừng các bạn đã đến với Gấu Bếp TV. Giờ đây là cô Nga, gấu đã kiếm được cô Nga rồi. Bây giờ là mấy giờ đi? 11 giờ. 11 giờ mình sẽ đi. Mình bay qua Bangkok hay là mình bay qua? Giờ mình sẽ cho bạn thấy khả năng. Ok, hello các bạn, và gấu và cô Nga đang ở trên máy bay rồi. Hiện tại là đang chuẩn bị bay. Đây là anh quay phim. Và giờ hẹn gặp lại các bạn ở bên Thái Lan. Và so we had duo hero. À, anh Thục Mà. Anh là Thục Mù. Anh Thục Mộc Hò. Đà Nà. Đây là bạn hướng dẫn viên xinh đẹp ở bên Thái Lan. Ở bên Thái Lan nào? Chào bạn Ly. Hi. Và mình đang ở Thái Lan và mình đang ở trước cổng tàu điện ngầm. Hello. Và đây là lần đầu tiên mà gấu đi tàu điện ngầm. Và đây, sim 4G của gấu đã được kích hoạt 4G rồi đây. Ok. Thì giá cho một cái sim 4G ở đây 299 bạc. Cái sim 4G này á, thì các bạn sẽ có là 7GB data và các bạn sử dụng trong vòng 8 ngày. Ok. Ok, và đây chính là vé tàu điện ngầm nè. Nó giống như là cái bánh Oreo vậy á. Và đây là cái quang cảnh của cái ga tàu điện ngầm. Đây là bạn Ly. Ly, em thấy đồ ăn ở Thái Lan như thế nào sau khi em sống 5 năm ở đây? Cay lắm. Vậy em không ăn cay được cô Nga? Được, cảm ơn. Ok, và cuối cùng tàu điện ngầm tới rồi. Có nhãn hàng nào muốn tài trợ GoPro cho mình review thì tài trợ nha. Ok,
Hương ơi. Ok, bây giờ các bạn, Gấu đã lên tàu điện ngầm rồi. Đây là đầu tiên đi thuyền ngầm. Đầu tiên đi thuyền ngầm luôn đúng không? Không, anh đi hơi hơi mấy ngày vậy. Tàu điện ngầm nó là một cái nét đặc trưng gì đó. Nước phát triển. Và khi một đất nước chúng ta thấy được hệ thống tàu điện ngầm thì đất nước đó cảm giác như rất là giàu và rất là hiện đại. Thì thật ra thì Việt Nam cũng là điện ngầm, mà chỉ có Việt Nam là học Việt Nam mới xong thôi, chứ không phải là giàu đâu.